Sau đây là thời gian dành cho chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi. Các biên tập viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ít phút nữa chúng ta sẽ chia sẻ với một cô gái đang băn khoăn chưa biết giải quyết thế nào khi nghi ngờ bố của mình có biểu hiện ngoại tình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện. Năm nay em 27 tuổi, vẫn đang sống cùng với bố mẹ đẻ. Nhà em neo người. Trước đây, trên em là một người anh trai, nhưng không may anh ấy mất sớm. Chính vì vậy, học xong đại học trên thành phố, mặc dù có thể có một công việc ổn định ở nơi đã từng đến thực tập, nhưng em vẫn phải về quê để sống cùng bố mẹ. Rất may, về quê một thời gian, em cũng tìm được một công việc ổn định, phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Mẹ em là giáo viên mầm non. Ở quê, công việc của mẹ khá vất vả và cũng chẳng kiếm thêm được gì. Nhưng mẹ em rất yêu nghề nên kiên quyết theo đuổi công việc. Bố em thì có một cửa hàng kinh doanh phân bón và các vật tư nông nghiệp. Trước đây, có lần bố bảo mẹ nghỉ việc ở nhà làm, nhưng mẹ em tiếc bao nhiêu năm tháng cống hiến cho công việc nên không chịu nghỉ. Bố bảo, mẹ mày tiếc cái sổ hưu đây mà. Và thôi không ép mẹ em nữa. Công việc của mẹ em không ra tiền nhưng đi suốt ngày. Mọi chuyện kinh doanh của nhà đều do bố em đảm nhận. Tất cả tài sản tài chính trong gia đình đều do bố em mua sắm, nên bố em có phần nào hơi coi thường mẹ. Khi về gần bố mẹ, em mới phát hiện dường như bố em có gì đó không ổn trong cách cư xử với cô bán hàng thuê cho nhà em. Mặc dù người làm cho nhà em không chỉ có một mình cô ấy, nhưng cách đối xử với cô ấy của bố khiến em đặt dấu hỏi. Em cứ suy nghĩ mãi, có phải do mẹ em đi làm suốt ngày, về đến nhà thì cũng đã mệt mỏi nên bố em mới cô đơn sa ngã như vậy hay không? Hay vì cô làm thuê cho nhà em quá khôn khéo, vì cần tiền nên mới đổi tình lấy tiền? Bố em là một người rất nóng tính, thường không kiềm chế được bản thân. Bất kể ai, dù là người nhà hay người làm, chỉ cần không vừa ý là bố em có thể mắng mỏ không tiếc lời. Thế mà với người đàn bà đó, hầu như chỉ toàn những lời dịu dàng. Công việc thì lại chọn cho công việc nhẹ nhàng nhất, nhưng lương thì hậu hĩnh hơn hẳn những người làm khác. Tâm lý phụ nữ thường rất nhạy cảm. Em nghĩ rằng mẹ em cũng đã nhận ra sự thay đổi ở người chồng của mình. Nhưng vì là giáo viên không muốn ảnh hưởng tới công việc, thể diện, nên mẹ em không dám lên tiếng. Em có nói đánh động tới mẹ, thì mẹ bảo cứ để mọi việc từ từ rồi tính. Chuyện gì để từ từ còn được, chứ chuyện quan hệ tình cảm thì mẹ em cần phải giải quyết ngay. Em không bằng lòng trước sự cam chịu của mẹ như vậy. Mọi việc không chỉ dừng lại ở biểu hiện lời nói, mà lần trước khi mẹ con em có việc phải về bên ngoại, trở về nhà em đã thấy sự bất thường xảy ra. Bố em là một người tham công tiếc việc, chẳng mấy khi ông nghỉ kinh doanh, trừ ngày Tết ngày lễ. Vậy mà hôm đó ông lại cho đóng cửa hàng sớm. Em hỏi mọi người làm công khác thì được biết bố em cùng với người lái xe chở hàng của nhà em và cô ấy lên thị trấn chọn mua tivi cho nhà cô ấy. Lương của cô ấy làm cho nhà em thì em biết là không hề cao, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng một tháng. Trong khi cô ấy còn phải nuôi cả một gia đình, hai đứa con còn đang đi học phổ thông, biết bao nhiêu khoản phải chi. Chồng cô ấy thì yếu, chỉ quanh quẩn việc nhà, lấy đâu ra tiền để mua sắm cơ chứ. Mà giả sử nhà cô ấy có tiền thật, thì việc ông chủ đi mua sắm hộ cho gia đình người làm cũng thật phi lý nếu không có tình cảm với nhau hay đơn thuần chỉ là tình cảm của ông chủ với nhân viên bình thường. Ngoài 50 tuổi, bố em còn rất sung sức, cô ấy khoảng 40 tuổi. Em không dám nghĩ bố em lại có thể làm điều không phải với mẹ em. Mà nếu có việc này thật thì em thực sự mất niềm tin và không muốn lấy chồng nữa. Giờ em không biết phải giải quyết ra sao bởi vì không có chứng cứ gì. Chưa bắt được tận tay hai người. Em cần có thêm thời gian để theo dõi hay nên làm thế nào đây? Các bạn thân mến, thấy bố có những biểu hiện lạ với người làm thuê của gia đình, nghi là bố đã có quan hệ ngoài luồng, nhưng cô gái chưa tìm ra chứng cớ, cũng chưa biết phải làm thế nào với bố của mình. Chúng tôi đã tổng hợp ý kiến của thính giả hiến kế cho cô gái. Bác Đào Huy Sửu ở tỉnh Tuyên Quang muốn mẹ của nhân vật phải cứng rắn để nói chuyện với chồng và cả cô gái làm thuê kia. Cháu khuyên mẹ cháu gặp bố cháu để xem thực hư mối quan hệ của bố cháu với cô gái kia. Dù gì chăng nữa,
thì cũng yêu cầu bố cháu chấm dứt hợp đồng với cô này để tránh hậu họa sau này. Cháu cũng khuyên mẹ cháu nên gặp cô gái kia để yêu cầu cô ấy chấm dứt không quan hệ với bố cháu nữa để đảm bảo cho hạnh phúc của hai gia đình. Thính giả Hoàng Hoàng Nguyệt có lời khuyên gửi đến cô gái rằng, nói luôn cho bố bạn biết suy nghĩ, chứ mong gì bắt tận tay. Hãy mạnh mẽ lên, cái gì cũng nên có bước đi đúng đắn để cứu vãn gia đình mình. Cái cô kia cũng nên cho thôi việc tìm người khác, chứ cứ như vậy thì ngứa mắt lắm, rồi nó sẽ bòn rút hết tiền của nhà mình thôi. Hãy nói thẳng rằng, gia đình tôi đã cho cô công việc, cô nên tự biết điều, nếu không thì cho nghỉ. Chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh thì lại có ý trách mẹ của nhân vật. Chưa có cái chứng cứ nào mà để kết luận là bố cháu có bồ rồi. Nhưng mà thôi thì cũng có, đang lúc khả nghi thế này. Trước hết phải trách mẹ cháu chưa quan tâm theo xét đến bố cháu, đến công việc. Mình phải biết hôm nay có bao nhiêu người làm những việc gì, thu bao nhiêu, chi bao nhiêu là người đàn bà phải biết thế. Nếu như không biết được cái đấy, không quan tâm theo xét, thì tự đẩy mẹ cháu vào những cái chỗ mà thế bí, mà đường cùng, mà bố cháu phải tìm đến người đàn bà khác. Thôi thế này nha, kết hợp với mẹ, theo dõi, nói khéo, mẹ cháu phải gần gũi bố cháu nhiều hơn. Không thì rất khoát là sẽ xảy ra những cái chuyện mà không hay đến hạnh phúc gia đình. Bạn Lâm Ngọc Dung chia sẻ trên trang fanpage của chương trình rằng, với kinh nghiệm 8 năm kinh doanh nhà nghỉ thì chị mạnh dạn đoán bố em với cô gái này có quan hệ nhiều hơn em nghĩ rồi. Cái trò ông chủ với cô giúp việc nó đầy rẫy, em cứ theo dõi nửa tháng là biết ngay. Chị Nguyễn Thị Thơi ở Vĩnh Phúc và bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh khuyên nhân vật rằng, hãy cùng với mẹ cháu gần gũi tình cảm, tâm sự chia sẻ với bố cháu nhiều hơn để bố cháu có cuộc sống vui vẻ. Còn về phần giữa bố cháu và người giúp việc, chưa có vấn đề gì cụ thể chính xác thì cháu không nên nói vu vơ để theo dõi tiếp. Còn về cuộc sống của cháu, cháu hãy sống tự tin, lạc quan yêu đời, không bi quan chán nản để cho cuộc sống được vui vẻ. Qua cái việc mà cháu kể về bố cháu ấy, thì ông chưa thấy có cái bằng chứng gì cụ thể để chứng minh điều mà bố cháu quan hệ ngoài luồng với cô ta hoặc cả sinh kế này nọ nữa. Nên đấy là chỉ cháu suy diễn thôi. Ông thấy kể về cô ta như thế này cũng điều kiện rất hoàn cảnh. Thế thì chủ thợ thì rất là bố cháu rất tâm lý mà quan tâm đến cô ta như thế, chuyện thế là ông thấy rất bình thường. Mẹ cháu là người chả hiểu nội tâm nhất và mẹ cháu cũng chẳng có vào cuộc gì nữa là cháu. Thế nên là cháu không lên như thế là to chuyện thì rất ảnh hưởng về hạnh phúc của bố mẹ. Cháu lên là có ý nhẹ nhàng với bố để bố rút kinh nghiệm thôi. Bạn Thu Hà Trang khuyên nhân vật rằng, chuyện chưa đi đến đâu cả, nếu bạn chưa tìm hiểu kỹ, đừng quá bán tín bán nghi, tất cả đều phải có bằng chứng rõ ràng mới ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố bạn được. Đừng dò đoán bên ngoài mà hãy im lặng và theo dõi thật kỹ. Trước khi làm một việc gì thì phải nghĩ thật kỹ bạn nhé. Cả nhà hãy ngồi lại tâm sự với nhau, mong muốn về một gia đình hạnh phúc. Hãy thật bình tĩnh để suy xét cũng là điều mà anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh muốn nhân vật phải làm. Cái mà để đánh giá một con người có ngoại tình hay không thì phải có một thời gian nhất định, không thể vội vàng được, mà nhất là mình là đứa con của bố. Nếu những cái luồng tư tưởng suy nghĩ của mình để bảo vệ một người mẹ của mình thì mình phải tính toán kỹ lưỡng. Đạo lý làm con có một cái sự chân thành, phát hiện được bố một điều gì đó thì nói gần nói xa với bố để rồi đừng ảnh hưởng đến con cháu sau này. Thính giả Thủy Linh cũng đề nghị nhân vật tìm hiểu thật kỹ. Bạn cần phải tìm hiểu xem mối quan hệ của bố mẹ bạn có bị rạn nứt hay không, mà tại sao trước những biểu hiện của chồng như vậy mà mẹ bạn vẫn không hề lo lắng. Liệu có phải giữa hai người đã có thỏa thuận ngầm gì hay không? Cuối cùng là chia sẻ của bác Hoàng Thị Tùy và bác Đinh Văn Vui cùng ở tỉnh Nam Định. À, cháu ơi, cháu lo cho hạnh phúc của bố mẹ như thế thì thật là tốt. Nhưng bây giờ chưa có chứng cứ thì cháu bình tĩnh theo dõi hàng ngày thái độ của bố và cô kia, xem thì có cái điều gì đó ngoài cái phạm vi người chủ với người làm công. Nếu mà phát hiện sớm mà có tình tứ với nhau thì bố mẹ con cháu phải ngăn chặn ngay. Cháu nên biết rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, muốn giữ được hòa khí hạnh phúc
bền lâu, mẹ cháu thay đổi cách sống sao cho phù hợp công việc nhà trường và công việc ở nhà thu vén dọn dẹp. Mẹ cũng vừa công tác xã hội, cũng vừa kinh doanh cùng bố. Đấy là một điều thuốc chữa bệnh cho bố cháu. Được như vậy, bác tin rằng gia đình cháu sẽ hòa khí. Anh Tuấn này, vâng. Đặt mình vào địa vị làm con như nhân vật trong câu chuyện của chúng ta vừa nghe, thì anh sẽ làm gì đây? Tôi sẽ nói thẳng với bố mình ngay lập tức ạ. Vâng, chắc là tâm lý con trai thì sẽ đều làm như vậy. Nhưng với phụ nữ, với con gái như chúng tôi thì bao giờ cũng có sự thận trọng, đắn đo hơn anh Tuấn ạ. Vâng, nhưng mà nếu không giải quyết ngay thì nó sẽ tích tụ lại rồi nhìn đâu cũng ra tiêu cực, nhìn đâu cũng chướng mắt, khiến cho nhân vật của chúng ta khổ trước chị ạ. Vâng, tôi nhất trí với suy nghĩ này của anh và tôi muốn nói với cô gái rằng em gái ạ, tôi muốn hỏi em một điều là em muốn tìm chứng cớ như thế nào đây? Có những sự thật mà khi được phanh phui khiến người ta phải đau lòng thốt ra, thà rằng không biết còn hơn. Sự thật về ngoại tình trong hôn nhân chính là điều như vậy. Trong đời sống hôn nhân, chung thủy luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo đời sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nhưng ngoại tình lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự tan vỡ cho các gia đình. Thế nên tôi muốn nói với em rằng, nếu hai mẹ con em tận mắt thấy cảnh bố ngoại tình, thì điều đó có thể khiến hai người tổn thương sâu sắc. Hình ảnh người chồng, người cha trong mắt em ngày càng xấu hơn, đẩy khoảng cách giữa bố và mọi người xa xa hơn, khiến sự trầm trọng và khó cứu vãn hơn mà thôi. Đừng nghĩ như vậy là tôi có ý muốn em bỏ qua cho bố việc này. Bởi mặc dù chưa có biểu hiện rõ ràng nào của việc ngoại tình, nhưng cái cách ứng xử có phần khác thường của bố em với cô bán hàng thuê có thể là những dấu hiệu cảnh báo. Mọi người trong gia đình em phải hết sức lưu ý, có biện pháp kịp thời để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Thế nên đừng kéo dài thời gian để tìm hiểu và dò xét nữa. Thay vì dò xét, mọi người trong gia đình cần nhìn nhận lại một cách khách quan, xem là tình cảm vợ chồng, cha con có còn gắn bó mật thiết không. Nếu tình cảm gia đình gắn bó mật thiết thì đâu có kẽ hở nào cho người thứ ba xen vào. Để củng cố tình cảm gia đình, vợ chồng thì mẹ em là người có vai trò quan trọng nhất. Dân gian có câu, lạt mềm buộc chặt, mẹ em cần có những chia sẻ nhẹ nhàng nhưng cần quyết liệt để bố em biết tiết chế hơn, sớm dừng lại những hành động không đúng mực sẽ làm gia đình rạn nứt, tình cảm vợ chồng, cha con có thể không còn nguyên vẹn. Thực ra với những gì em gửi cho chúng tôi thì mọi chuyện chỉ mới dừng lại ở sự suy đoán của bản thân em. Nếu tình cảm vợ chồng thắm thiết, mẹ em sẽ là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt ở người bạn đời của mình và sẽ biết cách để gỡ. Tuy nhiên, em cũng nên tìm cách khéo léo tách người phụ nữ kia ra để phòng tránh việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Như vậy, vừa hạn chế được sự mâu thuẫn, xô xát, tổn thương không đáng có, lại giữ được sự trọn vẹn tình cảm vợ chồng, cha con. Không có ai hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Hơn nữa, tình cảm của con người là điều khó kiểm soát. Trong đời sống vợ chồng, khó tránh khỏi những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng. Để có hạnh phúc lâu dài thì điều quan trọng nhất là người ta luôn có ý thức, trách nhiệm để sửa chữa sai lầm của mình, bao dung với lỗi lầm của người khác, em ạ. À.